Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh channel của Quán Bàn Tang. Thì nói chung là tôi cũng đến nhiều rồi mà mọi người nói ẩm thực, nên mình hôm nay mình chuyển về ẩm thực, nhưng mà ẩm thực mình làm khác khác ngữ chút. Cái này mình nói là nó không khủng á. Ấy nói là Quốc sẽ làm cái món ẩm thực đây là ghè mà luộc cái gì. Nói chung là cái món ẩm thực hôm nay là Quốc làm theo cái kiểu ẩm thực màn tang nha các bạn. Con nhớ là bây giờ mình làm theo kiểu khác ngữ, cho ẩm thực ai cũng làm được, ai cũng nấu được thôi bình thường. Cuối cùng mình đàn anh nha. Ghè luộc, ghè chiên hay là ghè nướng gì ai cũng làm hết rồi. Bữa nay mình sẽ làm nó không khủng. Bữa nay mình sẽ làm một món, đó là món ghè nha các bạn. Nhưng mà điều cái là mình sẽ làm luộc ở trong cái dưa hấu nha các bạn. Cái vỏ dưa hấu. Và cái đó là thường là mỗi lần mà đốt lửa lên là cái dưa. Mình làm sao mình vô mình làm rồi mình khỏi nói như thích chừng á. À, và nói cho khán giả biết chưa? Là nghĩa là khi đốt lửa lên là dưa hấu nó bị gió, dưa hấu nó bị xèo, là không thể nào mà luộc được. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có cách để mà luộc cái que chính cái con ghè bên trong luôn, mà bằng cái một cái gió. Chứ không chín thì sao? Bằng một cái gió dưa hấu cho xong rồi. Ăn xong. Chứ không chín thì anh ăn xong nha. Rau. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ que cái công đoạn là đây là nướng ướp ghè nha. Nướng ghè hay ướp nướng là ướp, một nửa là mà ướp để nướng, còn một nửa là đỡ luộc vô cái dưa hấu, cho sợ nhiều lúc nóng chín là mình không có dạng là đồ các bạn, nên hôm nay mình quyết định mình chia ra. Ủa, dưa hấu đủ quá bụng mày cũng mồm ai mày. Đây là dưa hấu mà mua nha các bạn, bữa nay dưa hấu mắc lắm các bạn. Được cái mũ lại chú thằng khùng phải sao vậy? Mình chắc nè. Rồi chắc rồi chúng nó ném rồi chúng mà dở này như nắp dung vậy chứ. Ờ. Thằng không hiểu ý rồi. Dạ này. Còn cái thứ được, cái thứ. Ờ. Đây giờ ngon sẽ ướp nha các bạn. Tôi thấy cái kiểu đây là bỏ cái gì ghè rồi. Chị có nói gì về công thức của chị không? Ờ, chị không nói bỏ bao nhiêu bột ngọt bỏ. Đây là cái gì? Có nhiều bao nhiêu? Đường, đây là đường thốt nốt nha mọi người. Đâu đây là cái gì? Đây là muối điếng. Bỏ bao nhiêu chỉ muối, bao nhiêu chỉ đường? Cứ thì mình bỏ ước chừng một muỗng muối, một muỗng đường, nửa muỗng bột niêm, nửa muỗng bột ngọt. Rồi với giờ hành tiêu, quả hành với tỏi với ớt là mình bỏ càng nhiều càng thơm. Đúng rồi, giỏi á, bỏ nhiều càng cay với sao càng thơm. Ủa có cái bịch đây nữa này chị. À, cái bịch đó đây trộn vô đây luôn. Xé đây nha, lấy cái răng cắn ra rớt hàm răng lại. Quay răng cắn miếng vô ai mà nhà. Đỡ, đỡ. Em không cắn mà chạy nói em cắn cái gì đi không? Nó gì đây là mình có cái thêm cái món tráng miệng đó nha các bạn. Làm món đây là mình có thêm làm món đây là mình có thêm món tráng miệng nữa này đó. Không có nói nửa con hay con nó nào em. Như cái nhà quý phái đó các bạn. Nhà quý phái là nhà gì ba? Thì ăn cơm xong là lúc nào cũng có món tráng miệng, như khách sạn 5 sao vậy á. Mà mình đang ở đây là một sao rưỡi. Đi toilet rồi tự nhiên luôn. Đây là để em ăn thử nó ngọt không, để con nấu nữa. Ngọt ngọt đúng không? Cái răng còi dính hàm răng rồi đó, cúng queo mà. Anh gửi hấp mình nghe em. Bữa mẹ kêu em đi đám cưới đồ hấp miếng canh cử rớt mẹ hàm răng vô tô canh bỏ luôn. Đây này anh. Nhân vật hư cấu vậy. Đồ dân làm đẹp với cha đâu. Dân đang làm những bông hoa dưa hấu nha các bạn. Đúng với bông hoa. Sao thêm chút sốt mà ai ra. Chỗ đẹp á. Mà đổ nước là mấy cái dưa hấu ở nhiều cái bánh bèo ấy. Thiệt hả chứ? À bình, đủ bao nhiêu mà. Không đẹp á, dân làm đẹp á. Giờ Nghiên sẽ bổ bình cục ra đây, cái cây đây, cầm lại. Đâu được chưa? Rồi cầm ấy chứ bà buộc con ghè cũng chặt mà bà cục cũng vậy. Tôi cũng góp sức vô như vậy. Đồ thấy chung là đây là hai người rồng vậy các bạn. Gì con gì bập gì? Con gì? Tinh. Lần lần em thấy á. Cái mạch bè mà tinh nhỉ. Trời ơi, em tinh là em. Mạch bè giống được không? Cái con gì mà thủ lĩnh của tinh là con gì? Con heo. Tinh con. Đúng rồi, em nó đó, em là nó. Thằng nhỏ không học lịch sử hay trời. Lịch sử làm vậy của kinh con trời. À. Nói chung là bè lấy cho mẹ đi sẽ thú nhiều vô.
rồi nó biết đồng loại thì dễ nhận việc mà. Nói chung là cột cột vậy thôi chứ không biết cái chắc hay không chắc. Đường này nó rớt cũng có kìm nó chết rồi các bạn. Đúng bên đây là dân không chuyên nghiệp. Mọi người biết sao đứng không cho tôi nhìn hả, chứ phải đứng không nha. Dân mà không phải là chuyên không mà dân nghiệp. Có anh hả? Ba đầu của ông. Mẹ từ đó đứng này mẹ đậu. Xíu em thả ra rồi anh mới thấy nó đứng như thế nào. Nó rớt lại đấy luôn. Rớt không? Rớt. Đứng đó trời. Chùa hồi lẽ nướng mình đứng như thế nào? Từ đó tôi cột xong rồi làm gì làm. Nói chung là đây là rất là đẹp này. Đây là dây thép mà cột như dây nhựa các bạn. Bây giờ cứng ngốc liền nha, rớt nào nè. Nó cứng trơn nhưng mà chỉ rất là sâu cường đấy. Cho thả ra mà nó ngã thôi. Đừng bao giờ rủi em làm ẩm thực rồi nha. Thấy chưa? Ok các bạn. Còn nếu sầm nước là không có ăn mà đậu. Mình để sống thì nó là... Ê sao ai mà nước mà đỡ dưới chân tôi thấy điên không? Không phải phải thấy nó vui tính không? Nghe không? Sao em đẹp gái em mà cái đứa nó gọi em là nghiêng ngáo vậy nghe không? Giờ em thông minh quá á. Coi với em bị đau nó đi khám đi. Nốt đi mà mày đừng không? Em đi gì ạ? Nó để em đi gì ạ chưa? Rồi bây giờ mình bắt thịt gà vô dưa hấu nha mọi người. Gà đã ướp sẵn. Ngon. Cục này. Cục này này á. Không cục. Đấy giỡn lên. Được chưa? Ê xì chưa? Dịp thôi. Chết rồi. Ê xì. Chị châu. Bóp cái thép lại, anh nhiều hết, ngu ghét rồi, bói bói. Đấy, bóp anh ngầu nhìn luôn, từ đầu bói cuối bói lại. Cái cổng thép là chị. Bóp lại. Này dung liệu tình gì đó gì à, tùy theo uống anh. Thấp quá, nó cao quá. Cao đốt lửa nữa mà, lửa nó bật lên chứ. Cho mày thấp xuống rồi nó chịu vô hấu. Đấy, đẹp. Đốt lửa chứ không phải dùng than hả? Không. Rồi. Đốt lửa chứ không phải dùng than, con điên nó nói sao mà không nghe được cái từ nào. Thì có than mà có lửa chứ đồ khùng. Vậy có lửa mới có khói. À, khói nào rèn. Dạ, được, được, cái câu sau được, câu sau. Hèn gì học viên mà phụ huynh liên tục đó. Ờ, chi cả thế giới mà. Đúng rồi, đục có con gái vô là khác liền. Dỡ cao lên, dỡ cao lên nha. Thính nha mày. Wow. Dỡ cái chanh này, cái chanh này. Cái chanh này cho dạ. Không. Vậy có ướp không? Có mà. Đồ mà này nấu chứ cái chanh dưa hấu nó ngọt thịt tua mày. Nước không chảy. À mày sao nặng chanh dưới mày. Chút bớt hả chị. Uống nước chanh này nha mày. Mát bì với nó nặng mẹ đó. Ờ đủ cái nước vô cho kìa cho anh tắm luôn em. Không, 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 không. Anh tắm được không? Không được đâu, không sao đâu. Ngon lắm. Anh có uống nước chanh với kìa được không? Không, vậy được ăn. Đâu, được. Đâu, được rồi, được rồi, nữa. Đủ đã. Lấy cái tay chấp. Chờ quá các bạn, vô là bình thường đúng không? Đúng, nó nghiêng vẹn vòng tròn hả? Bà xuống nơi như cái tiếng. Rồi,
mời các bạn. Mời các bạn nha các bạn. Ủa cái đũa tôi đâu? Cũng lấy đũa mày. Đũa rồi đâu? Đâu đũa chưa? Coi ghê kìa cháy sao? Ghê cậu nậu nó lai cái món này chứ. Hay là đỡ ấy vậy dọn một lần. Vậy 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 dọn cái gì ăn mẹ. Đây đây. Đây nha. Trong bữa ăn canh rồi mẹ nhớ sao vậy? Em nói đâu em lạnh đây. Đây dành. Đây 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 em miếng to nhất đây cho anh đầu nạn anh bé đây. Thơm nha quốc. Thơm không? Thơm. Hồi xe nãy em không thấy cái mùi này mà. Nấu trong dừa hấu mẹ bây mùi dừa leo. Có mùi rồi ta. Chuột ngon. Chuột nóng à. Ê chắc là quên cho một thứ hả? Tiêu. Mà bỏ vô lại nó rất tiêu lên. Không kìa. Quay kìa cũng bỏ lại thiệt mơ. Nó còn cầu hơn nó bỏ lại thiệt mơ. Cái này bốc tiền cũng ngon các bạn. Đây là mình phải rước lên nha. Đây là cơm. Cơm. Giờ là miếng nữa. Nó không có dai nha. Nó là bùi. Nó là bùi. Giao quyền tay như vậy anh mạnh á. Không? Ừ. Quen mẹ, quen tay bán là ha mẹ. Ngon hả? Có bụng nữa. Ngon. Giống làm đường đường làm nem cho tiếng hồ thì không nói. Ngon hả? Ngon quá. Nhớ em trong miệng trong này á, như bữa nay thấy ốm lắm. Lòi hai mấy ké rồi gồm thiệt. Miệng nhân cử đẹp ha. Nhờ, ai nói hả? Nhờ hai hàm riêng đanh nữa, nó ớn quá. Ai là một cái riêng đanh hả? Kêu đang yêu đang thở. Nên em là đang thở. Ừ, như vậy. Nên con chẳng ngửi, con ghé gì cho đang thở. Không mà tính ra làm vậy cũng chín rồi các bạn. Chín được không? Chín không? Là có cái thơm nó còn... Mọi người biết ăn củi từ đâu? Đi... mọi người phải chia nhau ra để đi khai thác củi sau đúng đó rồi. Là về đốt lên củi mà nó kêu khai thác nó khai thác ở đông củi người ta làm khai thác luôn à, ta mình xài hộ mình tiêu dùng hộ đây người ta cháy ghèo kìa người ta lấy củi gì rồi nó lấy lại của người ta mà nó nói đi khai thác củi gì mà khói yên không được vậy chị chết rồi chết quốc không phải đâu chết cái đồ nào đó cháy quá chết cái đó đi còn chết quốc dễ đâu ạ à. Chồn này dính chồn nhớ diễn này ra xong lấy số bỏ chiếc em rồi sâu 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 do sao món này mà cảm nhận sao nấu với dưa hấu nó ngọt kia của dưa hấu á bay mùi dưa hấu sao nó bạn ngon dai em đói á có nhầm đói giờ mình thấy cái gì ngon á còn mình thấy dai là nấu dưa hấu cũng chín nha các bạn nó mà làm chín cũng ngon rất ngon nó như luộc gèn nhưng mà bây giờ chín không? Nó hay nghe nữa, có chị Tiêu, vợ mình nó cũng mình chút nữa quên chị Tiêu là nó không chơm. Chứ thứ hai nữa là cũng ghè, nó cũng vừa chín mà nó mềm mềm ngon lắm. Nó bay mùi dưa hấu còn ngọt ngọt. Nó có cái độ ngót của nó. Ngót á. Có ngót à. Ủa vậy sao em các cái của em nó xuống ta? Nó còn hai sống sót. Vậy giờ cho nó. Nếu đi em không biết nấu món gì được mới đầu giới thiệu món gà luộc. Sau đó là nói không phải mình nói món cái ướp gà vô. Ướp gà cà ri mà cuối cùng giờ gà luộc. Giờ gà cà ri như gà luộc. Đúng rồi, giờ em hiểu tại sao em có tên nghiền ngáo cho. Anh chị bay em cho anh chị bay nói để hôm nay anh chị nấu món gì gà. Gà gì mọi người? Gà tiền thuốc bách. Mình nấp cái nước của dưa hấu thôi nha các bạn. Hút như thịt bú lâu ngày thịt bú không? Ngon ngon. Cái cây cây cái độ của tiêu quá chứ cái độ ngọt của dưa hấu à, dưa hấu đó đúng không của giỏ dưa hấu không chứ không có hấp được miếng nghe không chưa ăn gì hết nói chung là cảm ơn các bạn thời gian qua luôn ủng hộ và đồng hành cùng quốc thì hôm nay có cái món ẩm thực đây là cũng nói thiệt với các bạn là máu ra mình cũng bỡ ngỡ rất là nhiều chuyện tất cả mọi chuyện cho mình làm nên cái đeo mình rất là căng để mình mang tan đâu mà cùng bởi nhiều chuyện nó rất là căng các bạn nên giải thích các bạn có hướng đi nào hay là góp ý có bình luận gì hay đó ở dưới phần của mình ở dưới nha các bạn đó cho mình biết mình sẽ nên làm gì và thực hiện những gì trong tương lai nha các bạn cảm ơn cũng qua đây mình cũng cảm ơn các bạn
thời gian qua luôn bên cạnh Quốc, ủng hộ động viên Quốc. Đó là một niềm hạnh phúc cho cả team và cũng như Quốc. Đó là một động lực rất lớn. Mong các bạn hãy có cái bình luận, cái góp ý để mà đỡ mình lấy cái đó làm việc Việt Nam để mà mình bước phấn đấu tiếp theo nha các bạn. Nha các bạn, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Walking alone.